Hello anh em, nay Phương Gò Giáp sẽ giới thiệu về cái hệ thống quạt tạo áp ha. Đó, đằng sau lưng Phương á. Cái đó là cái quạt đó, tạo áp. Thì rồi tại sao gọi là quạt tạo áp? Thì có nghĩa là khi mà có xảy ra sự cố gì á thì nó lúc đó ví dụ như sự cố là có nghĩa là có khói đồ á thì cái quạt này nè nó làm nhiệm vụ tạo ra một cái lượng gió để mà đẩy cái khói đó nó không có lòn ra bên cái thang bộ thoát hiểm để cho mọi người thoát hiểm ha. Nói nôm na là vậy thôi, để tạo mục đích là tạo luồng gió đẩy vô khói vô trong bên trong cho cái thang thông thoáng để cho mọi người thoát hiểm. Rồi thì hiện tại để mà mình quay cho mọi người coi như thế nào nha, là nó tạo sao nha. Thì cũng giống như Phương có nói á, là cái này chủ yếu là tạo để cho mà gió xuống mang cái thang bộ, nên là cái chỗ nào có thang bộ thì mới có nó. Nên là hiện tại ở tòa nhà Phương là nó có hai cái thang bộ thoát hiểm, nên là nó có hai cái quạt đây. Thì nó là một nè, cho các bạn coi nè, bên kia một cái thang nữa đó, là hai. Thì hai cái quạt nó tạo áp cho hai cái thang. Chút xíu nữa mình sẽ đi xuống và mình quay cho các bạn coi cái nó hoạt động như thế nào ha. Còn cái chuyện mà test thì bữa nào mình mới test được, này ban ngày nên là anh em mình không có test được. Cái quạt này kêu lớn lắm. Cái này là hệ thống này mình nói nhanh nhanh xíu là nó kết nối chung với cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Khi tủ báo cháy kích hoạt lên, tủ báo cháy kích hoạt thôi nha, tủ báo cháy kích hoạt lên thì cái quạt này bắt đầu là nó khởi động, nó quay luôn, tự động nó quay, chứ không có mình không có can thiệp bằng tay vô làm gì. Thì chút xíu mình sẽ giới thiệu cái tủ điện của nó và xuống dưới mình sẽ cho các bạn coi cái họng gió của nó ra như thế nào, nó đẩy gió đi đâu mà mình nói có nói là nó lại đẩy gió ha. Mình quay gần cho mọi người anh em coi cái cánh quạt này nha. Cánh quạt này nó rất sát, nó làm wow, hay thiệt. Quạt này nó làm rất sát luôn đó, quạt kia lắm sát, họ làm nó rất chuẩn, cái buồng rất chuẩn đó. Các bạn coi zoom coi này nè, nó rất sát luôn, nó hở khoảng cách hở chút xíu một xíu motor rồi đây đó. Đợt trước thì nó có bị hư, con này khá lớn bị hư, nên là mà tụi mình cũng mở ra và đưa xuống dưới này cũng khá cực. What? Khổ, nặng, rất nặng, anh em tụi mình mới rất đông để mà lên mà đưa được cái motor xuống và đem đi quấn. Cái ông mà quấn rất ngon nha, ông bảo hành chạy liên tục 48 tiếng. Lúc mà anh em của tụi Vương về là test chạy 48 tiếng luôn. Để chạy 48 tiếng suốt vậy, ngon. Chạy 48 tiếng xong rồi off. Tại vì người ta bảo hành thì mình phải chạy để coi nó có bị gì không, để mà đem đi bảo hành lại. Đó. Nên là anh em nào mà muốn quấn á, nói mình để mình chỉ vô cái chỗ của anh đó để mà đem ra quấn. Anh nói anh ở ngoài Thủ Đức á, mình ở Sài Gòn nên anh ở ngoài Thủ Đức á. Đây ha, mình quay cái chỗ cái mã của con này cho các bạn coi, có thể sợ coi thử. Con này là của Singapore, hàng nhập nên là họ làm nó rất ngon. Đây là cái giảm chấn thôi, đây là cái buồng để mà đi, buồng gió. Chỗ này là dây điện rồi đi xuống thôi, không có gì. Nghe ha, dây điện đi xuống với mấy cái tủ á, trong này nè, cái tủ của mình trong này, chút xíu mình sẽ vô cái tủ để nói. Đây là cái tổng thể xa đó, các bạn hình dung ha, nó hút từ cái đầu này chạy vô cái quạt đó, cái buồng quạt đó.
đầu chạy vô cái buồng, bắt đầu đi có một cua nó xuống á, đó là cái thang bộ đó, nó đầu xuống. À, giờ mình xuống mình quay cho các bạn coi nha. Rồi, đây mà đây là cái tủ mà có quạt phòng áp mình có nói đây ha. Giờ ở ngoài thì cũng là một số cái nứt gạt rồi đèn báo thôi, không có gì. Cũng như mọi cái tủ khác. Thì giờ mình sẽ mở cái tủ này ra cho anh em coi bên trong nó có cái gì. Đó, cái hệ thống bên trong của nó. Mình sẽ quay. Quay từng từng tự từ trên xuống dưới cho các bạn coi ha. Có hai cái quạt thôi, cái này do đấu sao tam giác nên nó nhiều con tơ vậy đó. Đấu sao tam giác thì phải ba cái con tơ nè. Hai cái là 6 cái con tơ. Thôi. Rồi, sau khi xong cái tủ rồi thì giờ mình ra mình quay cái nguyên tắc của cái phòng gió nó thử ra như thế nào cho các bạn coi nha. Cái đường ống gió nó đi xuống này nè, đó, nó xuống nè, đó, thấy không? Đây, nó xuống nè, nó xuống này nè, đó, này các bạn nhìn vô không? Đó, nó xuống, thì nó đẩy mấy cái khói rồi ra, để cho cái đường thoát hiểm được thông thoáng, cho mọi người để mà chạy thoát hiểm, này, các bạn thấy không? Từ trên xuống dưới luôn, đó. Dùng nha. Đây nè. Cứ lầu nào nó cũng có một cái họng này nè. Cái họng này nó thổi ra. Đó. Cái này là các bạn thấy mà ở mấy cái vách tường á của cái tòa nhà mà nó có cái họng đó, nó là tạo áp á. Thổi hơi rồi đó. Đó, thấy không? Mình đi xuống lầu nào nó cũng sẽ có một cái này. Để xuống lầu 1 nè. Giờ bắt đầu mình xuống lầu 10 cho các bạn coi nha. Đây. Xuống lầu 10 nè. Thì các bạn hình dung là từ trên dưới xuống túc với hầm B2 luôn, cái quạt nó sẽ tạo áp nó thổi ra. Còn hôm nào đi để mình ban đêm đi, rồi sẽ mở cái quạt tạo áp lên coi nó quay như thế nào, mà cánh sát như vậy mà cho anh em coi cái cảnh mà nó quay ha, và cái tiếng nó đã như thế nào. Ở đây dân cư xung quanh họ gọi đó là cái máy bay cái trúc thăng quay ghê lắm. À, để đêm đêm đi, bữa nào đêm á, tại vì bên mình thấy hệ thống thì ban đêm không, nên là mở lên cho anh em nghe thử tiếng nó mạnh như thế nào. Rồi video của Phương đến đây giới thiệu hệ thống quạt tạo áp của tòa nhà đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Anh em nếu mà thích thì hãy ủng hộ Phương bằng một lượt đăng ký kênh để theo dõi các video của Phương tiếp theo về các lĩnh vực về tòa nhà, kỹ thuật lúc anh em đi làm, kinh nghiệm làm việc và xe. Mình đặc biệt mê xe.
nhưng mà cũng không có tài chính mạnh nên là chỉ dọn sơ sơ để đi thôi, đảm bảo là bền, zin, không phá máy móc. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.